Vâng, xin chào bà con và anh em đang chăn nuôi dê. Một bạn chăn nuôi là nhờ mình hướng dẫn một cái video về điều trị dê bị sốt nhau. Thì như trong cái quy trình chăn nuôi dê của mình đó, đối với nuôi dê sinh sản á, là khi mà thấy dê nó khó sinh thì chúng ta có thể tiêm oxytocin để cho nó kích đẻ, và nó đồng thời là nó kích ra nhiều thai luôn, và nó cũng kích luôn sữa nha các bạn, nếu mà con dê nó khó đẻ. Còn nếu mà con dê nó đẻ nhanh, nó đẻ được, nó đẻ rồi á, thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục ta tiêm oxytocin để cho nó ra nhau thai cho nó nhanh, đồng thời là nó cũng kích sữa luôn. Đó là tác dụng của oxytocin. Một số bạn chăn nuôi thì chưa có rành về cái việc này á, thì thường đỡ cho dê nó sinh tự nhiên và nó ra nhau thai tự nhiên. Tuy nhiên là nếu mà dê nó sau 1 đến 2 tiếng đồng hồ mà nó không ra nhau thai á, mà cái nhau thai nó còn lầm thầm á, nếu chúng ta thấy nó có lòi ra ngoài ha, thì các bạn có thể là cột một cái sợi dây với một cái cục, với một cái vật nặng ha, một cái cục đá, để cho nó kéo từ từ ra. Hoặc là những bạn nào dạng tay thì các bạn có thể là nắm kéo ra, mang bao tay chúng ta nắm kéo ra, rất là bình thường. Giống như trong sinh sản heo hoặc là sinh sản bò thì cái việc chúng ta hút nhau thai ra là nó cũng rất là bình thường. Đó là những cái trường hợp mà nhau nó đã lòi ra. Có một số cái trường hợp là nhau thai nó bám rất là chặt trên thành tử cung thì nó sẽ không có cái hiện tượng là nhau nó ra. Một số con nó sẽ khó ra nhau thai, nó không có lòi cái gì cả mà nó nằm ở trong tử cung á. Thì các bạn chờ hoài mà không thấy cái nhau nó ra, trong khi đó qua một ngày thì cái tử cung nó đã đóng lại, sừng chậu nó đã đóng lại, thì cái việc chúng ta lấy nhau ra nó hết sức là khó khăn. Thì trước đây thì mình dùng các cái kỹ thuật ngoại kho, gọi là ngoại kho ha, mình can thiệp mình lấy nhau ra. Ví dụ như chúng ta sẽ dùng các cái dụng cụ như cào này. Ta có cái cào. Nếu các bạn không có cái dụng cụ đó thì các bạn có thể tận dụng cái muỗng nhựa các bạn. Các bạn muỗng nhựa mà dùng hay dùng trong cái quán cà phê sinh tố đó, cái muỗng có cái cán dài á, các bạn hơ lửa các bạn uống cong như một cái cào á, các bạn cào. Các bạn dùng đèn pin các bạn soi, các bạn cào. Khi mà bạn thấy cái nhau á thì chúng ta sẽ dùng cái kẹp, cái banh cái kẹp á, ta kẹp ta kéo ra. Đó là trường hợp chúng ta không có nhau nó không ra được. Hoặc một số chị em có cái bàn tay nhỏ thì chúng ta có thể đưa tay vào, chúng ta kéo ra ha. Nếu mà cái nhau thai nó không được đưa ra ngoài thì nó sẽ ương, nó thối các bạn, nó ương và nó sẽ gây nhiễm trùng, gây viêm tử cung và nó sẽ gây sốt, có thể là dẫn đến vật nuôi nó chết. Nếu ra không được thì nó sẽ gây sốt và cái tỷ lệ nó chết rất là cao các bạn. Đó. Rồi, thì cái đó là mình cũng chỉ cho bạn này. Tuy nhiên thì các bạn có thể sử dụng những cái cách dân gian cũng được ha. Như các bạn có thể là cho uống nước rau ngót này, các bạn xay nước rau ngót các bạn cho uống liên tục này, hoặc là đu đủ xanh này thì các bạn cũng có thể cho nó ăn thường xuyên để cho nó ra. Trong khi mình hướng dẫn cho bạn này thì lại có một cái cách dân gian rất là hay được bạn này chia sẻ. Lúc trước thì bạn này hỏi mình, nhưng sau đó là bạn lại chia sẻ cho mình một cái kỹ thuật rất là hay mà được những cái người ở chỗ bạn ấy chỉ rất là hay. Cách này mình cũng đang học hỏi, sẵn đây thì mình chia sẻ luôn cho các bạn này. Như bạn này chia sẻ này, chiều nay có người chỉ nhét ống thụ tinh của heo á, ống thụ tinh của heo các bạn, ống dài 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 á, bằng nhựa, rồi nấu 10 lá trầu không với 1 lít nước, pha với muối tỷ lệ 1%, rồi dùng xi lanh hút dịch đó bơm vào. Đó. Lúc sau con dơ nó căm người là rặn ra luôn. Đây là một cái mẹo dân gian nó rất là hay các bạn. Có rất nhiều cái mẹo dân gian mà mình không có thể nào giải thích bằng cái khoa học được. Giống như trên con người cũng vậy.
có những cái mẹo mà nuôi trẻ con hoặc là chăm sóc bệnh cho trẻ con, có những cái mẹo nó rất là hay mà nó không có thể gọi là căn cứ vào khoa học được. Cái này giống như là ông bà hoặc là các vị gì đó điểm báo cho chúng ta biết một cái cách, cái mẹo vậy, gọi là mẹo dân gian các bạn. Chứ về khoa học thì đâu có cái gì để chứng minh đâu. Mình lấy một cái ví dụ đơn giản như một cái đứa trẻ nó bị cái triệu chứng là rúng lồi. Đó, nó bị triệu chứng rúng lồi. Tại sao lại đi nhờ những cái bà cụ già bà chống cây gậy á. Bà có cây gậy á, bà nhé nhé, bà chọc chọc vô. Con trai thì 7 cái, con gái thì 9 cái mà nó lại khỏi. Đó là những cái mẹo. Hoặc là mấy chị nhỏ nó ỉa phân, nó có hạt hạt xanh xanh, nó là đi lỡ đèn các bạn. Đi lỡ đèn. Trong khoa học nó đâu có cái triệu chứng nào gọi là đi lỡ đèn đâu. Nhưng mà sau khi đi lỡ đèn, những cái người người ta có cái giống như là có cái tay phục dược hoặc là có cái nhân duyên gì đó, họ mới lỡ được. Họ lỡ giờ thì nó bớt các cái triệu chứng là ỉa rồi ốm đau. Nó rất là hay. Đó là mình nói về mẹo dân gian không? Cũng giống như cái trường hợp này á, là dùng 10 lá trầu không này pha với nước 1% này, với 1 lít nước này, rồi hút cái dung dịch đó bơm vào đó, bơm vào cái tử cung đó ha, và dùng cái ống thụ tinh ta luồn vào thì sau một chút là nó đã đẩy cái nhau thai ra rồi. Thì đây là mình nó thì cái này là bạn này đã làm luôn rồi nha các bạn. Là thực tế là bạn này đã dùng này. Lúc trước thì mình chỉ bạn theo cái phương pháp kỹ thuật ngoại khoa, nhưng mà bạn làm không được. Thì sau đó có người chỉ cho bạn cái mẹo nhân gian này, và bạn đã làm và nó ra rất là nhanh. Đó là một cách rất là hay. Như trên là mình đã chia sẻ về cả cái cách kỹ thuật này và những cái cách dân gian mà các bạn có thể ứng dụng và áp dụng trên cái con vật nuôi bị nhau thai nó khó ra các bạn. Thì trên kênh mình có chia sẻ rất nhiều các cái vấn đề về chẩn đoán rồi phòng trị bệnh cho dê, cũng như là mình có tặng cho quý bà con và anh em chăn nuôi những cái kỹ thuật về chăn nuôi dê sinh sản rồi nuôi dê bổ béo. Thì quý bà con nào mà chưa có cái tài liệu đó thì hãy liên hệ với mình. Mình gửi tặng để cho quý con tham khảo và nuôi dê cho nó tốt. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.